Xin chào anh chị, hiện tại mình đang đứng ở đây là ngay hồ suối Giai này anh chị này. Đó, sau lưng cái nhà này là hồ suối Giai này anh chị này. Đó, hồ suối Giai đó. Tí nữa mình về đằng sau mình xem nhá. Còn cái đây là đường nhựa này. Đó, toàn bộ cái khu vực người ta đang thuê trồng chuối này này, với cái khu vườn cao su bên đó đó là khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng đấy anh chị. Đó, đi thẳng đường này ra là về đất Bình Dương này, từ đây sang đến xã Phước Sang, Uh, huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương chắc khoảng uh, 600 m đó đi qua mấy cột thiện bao pha này là tới đất Bình Dương ấy, rất là gần rồi quay lại đây uh, quay lại đây anh chị đi thẳng đường này ra là ra được trung tâm hành chính huyện Đồng Phú này siêu thị có um, siêu thị có mát Đồng Phú chợ Đồng Phú DT 741 trung tâm hành chính rồi đi về thành phố Đồng Xoài về cụm công nghiệp uh, Tân Tiến Hưng 1 Tiến Hưng 2 và Tân Phú được anh chị ha đó công nghiệp Bắc Đồng Phú A Bắc Đồng Phú B được luôn về thành trung tâm thành phố Đồng Xoài anh chị nhá đó đó à, anh chị ha rồi bây giờ mình vào tham quan cái nhà này nhá cái nhà này này đâu nhỉ đây này ở đây bà có cắm này hôm nay mình phải xịt sơn lại mới được cái nhà này ấy thì thực tế của nó là à, 10 mét rưỡi 10 mét rưỡi anh chị nhìn đến cái bà bờ tường gạch này đó, 10 mét rưỡi này sang cái cọc sát bên kia là 10 mét rưỡi nhưng mà trên sổ nó kiểu, mở, trên sổ là 8 mét rưỡi hả chị trên sổ là 8 mét rưỡi nhưng mà đo lại là thực tế là 10 mét rưỡi đúng không Ừ, mua mua là mình phải đo lại anh chị nhé. Cái này thì anh chị mua lại mà anh chị không làm được thì bên mình nhận làm cái này luôn. Đo đạt lại cập nhật cái diện tích uh, uh, diện tích uh, mới diện tích mới nhá diện tích cũ thì có tám mét rưỡi thôi. Nên mình xịt sơn lại này. Đấy mình sơn lại để mấy ông nữa anh chị mà đến xem đất ấy, là mình cứ đúng căn cứ cái này thôi. Đó rồi sang đây ừ, sang đây có một cái cọc sắt nữa này. Đấy chủ đất người ta cắm sẵn rồi đấy à. đây này chủ chất chủ đất người ta cắm sẵn cái cái cọc này này đây này cọc sắt này đấy từ cái cọc sắt này sang cái bờ tường gạch vừa nãy đấy bờ tường vừa nãy bên đấy là 10 mét rưỡi nhá còn tám mét rưỡi người ta tính từ cái bờ này thôi bờ này sang cái bờ bên kia thôi đây bờ bên kia rồi chị ha đấy mình phải sơn sơn luôn đi ừ. còn à, cập nhật à, mình mua xong mình về mình cập nhật thì cái này à, bên mình sẽ hỗ trợ mình làm nếu anh chị mà có có, có có tự đi làm được thì đi còn không đi làm được thì bên mình sẽ làm dịch vụ cái này cho anh chị ha à? nó cũng đơn giản thôi chẳng có gì đâu đó đấy phần này người, nhà này người ta đang cho thuê nhá giếng này giếng đào này giếng đào này đó đó đây này cái bờ tường gạch nhá bờ tường gạch ở đó. đó từ bờ tường gạch đến cái bờ tường tôi đang đứng này còn cả cả mét gần mét đó đấy đó, đó. đường sau là view hồ suối dài nhá giờ tôi, tôi, tìm đường đi đi vào ấy. về đằng sau đi quá wow, không có đường về đằng sau tìm đường về đằng sau ô <laughs> uh, người ta rào hết rồi có đường về đằng sau không cô tìm đường về đằng sau anh chị ạ đây này người sau người ta ở này anh chị ha đó đây mình xin phép về đằng sau người ta đang cho thuê đó. thực tế là ngang 10 mét rưỡi trên sổ là ngang 8 mét rưỡi nhá đó tại vì đất ngày xưa đây là bà con anh em ruột hết với nhau đấy thì khi mà chia đất á là người ta chia đều đều mỗi người 10 mét rưỡi 10 mét rưỡi vậy thế nhưng, tuy nhiên thì cái sổ này là sổ cũ nên nó chỉ hiện thị 8 mét rưỡi thôi mình mua về thì mình Cập nhật lại cái diện tích Đấy View hồ này này anh chị ạ à. Đường trước mà là khu công nghiệp Đường trước là khu nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng đấy anh chị Đường trước là khu nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng đấy anh chị à. Đó Đường sau là Hồ Suối Giai này Đó anh chị này Đó. Đó Đấy Cái phần mặt hồ này mình được sử dụng thoải mái nhé Chẳng ai nói gì đâu anh à, chị ha, nhà nào cũng có cái ao cái ao này. Anh chị ha. Mình sang góc bên kia đi. Đấy, cứ theo hàng gạch này thôi, người ta xây sẵn rồi. Cái này dễ lắm, xuống cái nhà bên này ký giáp danh. Nhà bên ký ký giáp danh cái là mình lấy cái diện tích thực này là mình cập nhật vào sổ thôi, ra sổ mới. Mình xin phép sang đất nhà cái cô chú này đi. À, anh chị này. <laughs> Nhà chú này còn trồng mấy cái cây súng này. À, à. Đây là hồ Suối gia anh chị nhá. Đó, toàn bộ khu vực này là hồ Suối dai Bên kia là khu nghiệp Nam Đồng Phú mà rộng vị trí A này. Vị trí A là cái vị trí người ta đang làm đường rồi đấy anh chị. Còn bên này nguyên cái tròm cao su bên này này là nguyên tròm cao su bên này với cái tròm chuối bên này này tròm chuối đây này tròm chuối này này là khu nghiệp nam đồng phú mở rộng vị trí b chị ha sau này tới đây là mối khu mối khu là vừa có hồ hồ này vừa có khu nghiệp khu nghiệp nam đồng phú mở rộng này là cũng là khu nghiệp nam đồng phú là cũng là một khu công nghiệp sạch sạch nha chứ không có ô nhiễm đâu anh chị ạ ô nhiễm ở đây người ta không cho mình đâu anh chị nhá đấy thì một lần nữa mình chia sẻ lại nhá cái nhà này cái đất này là thực tế là ngang 10 mét rưỡi trên sổ hiện tại thì là ngang 8 mét rưỡi à, 8 mét rưỡi là hồ sơ hiện tại nhé chứ không mấy hôm nữa mình gửi số anh chị nói là ớ ừ, sao có 8 mét rưỡi thôi nhưng thực tế nó là, là 10 mét rưỡi anh chị mua vào cọc vào đến ngày mà à, đi công chứng á, á thì bắt đầu anh chị à, cùng với chủ á là đi ký à, hai bên chủ hai bên này ký giáp danh à, rồi là cùng với chủ cũ là cái bà vừa nãy đứng đó là, là là, xác định lại cái ranh giới là đủ 10 mét rưỡi rồi mình đi cho địa chính xuống nó đi làm sổ anh chị còn làm như thế nào thì anh chị tự làm được thì anh chị đi làm một không thì bên mình nhận dịch vụ làm cái đó anh chị ha đơn giản lắm không có gì khó khăn hết à, ok giá quên mất này lại phải đi lên à? giá này bây giờ không biết bà này bây giờ bà bán bao nhiêu Nên hỏi giá cây này. này cái đậu gì đây nhỉ Chị Cúc ơi Hỏi bà ấy bán giá bao nhiêu ấy chị Ồ ờ, sao bên đó giờ Chị Cúc ơi Cái bà chủ nhà này Bà chạy tức lung tung cả bán giá bao nhiêu đây alo bán giá bao nhiêu hả nói đi em để em ngừng ở đây ngại ngại nói giá anh chị ạ trời ơi bán nhà mà ngại nói giá năm ngoái là bà bán 2 tỷ đó không biết bây giờ bà bán bao nhiêu không biết không ra đây nói thầm cũng được, sợ hàng xóm nghe nên ra đây nói thầm Đây, bao nhiêu? Ra dạ đây đi 2 tỷ á? Vẫn 2 tỷ à? Anh chị ơi, năm ngoái 2 tỷ, năm nay vẫn 2 tỷ Thôi kệ đi Anh chị mà ưng thì mình đến mình xem đất à, Tôi thì tôi thích cái mặt hồ này này Đấy, sau là mặt hồ, bên kia là khu nghiệp À, với lại chỗ này rất là gần tỉnh Bình Dương nhá Sau này thì cũng thuận tiện lắm, anh chị ha Thì... Đấy, như mình phải chia sẻ từ đầu video đến cuối video là pháp lý nó như vậy đấy anh chị nhá. À, hiện tại thì trên sổ là 8 mét rưỡi. Còn à, thực tế thì 10 mét rưỡi mình phải đo đạc lại để cập nhật vào sổ anh chị ha. Giá bán thì là 10 là 2 tỷ, 2 tỷ anh chị ha. Đó. Xã à, ấp à, ấp này ấp 5 này, 5 Lập, Phú, giáo, à, ấp 5 xã Tân Lập huyện Phú Giáo ấp 5 xã Tân Lập huyện Đồng Phú tỉnh Bình tỉnh Bình Phước anh chị ha. Nhưng mà nó giáp tỉnh Bình Dương nhiều khi mình hay nói lộn. Rồi, thì mọi thông tin về cái đất, cái nhà uh, view hồ này này, view hồ dưới dài này thì anh chị cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land này anh chị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn.